Rồi, phần curve offset này có nghĩa là chúng ta dùng các lệnh trong đây nè. Dùng cái lệnh trong đây nè, nó liên quan tới điều khiển mình vẽ hình bằng cái cọ nha. Ví dụ đầu tiên là freehand là F5 á, là vẽ tự do đó. Đó, là nhờ cái công cụ này á mà chúng ta có thể vẽ bất kỳ hình nào cũng được ha. À, ví dụ chúng ta vẽ tự do nè. Đó, mình vẽ một cái đường gì đó cũng được ha. Ví dụ mình chúng ta có thể dùng cái này để ký tên nè. Đó, ví dụ như vậy ha, chị Duy ha. Ví dụ chúng ta có thể ký tên chị Duy vô đây cũng được nữa. Đó là vẽ tự do dùng freehand. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ dùng công cụ thứ hai, nó có tên là pen ha, công cụ là pen. Pen này là vẽ ha, vẽ nè, chúng ta xem thầy vẽ nè. Cái pen này á có nghĩa là mình vẽ đường thẳng cũng được. Trong quá trình vẽ nhớ những ship á để nó thẳng nè. Những ship để nó thẳng. Đó, đó là công cụ pen. Đó. Ngoài ra có thể là chúng ta vẽ cong trước tuyến cũng được, có nghĩa là đang thẳng đúng không? Chúng ta vẽ cong nè. Đó. Chúng ta vẽ theo trước tuyến á. Đó. Thì đó chúng ta vẽ được độ cong luôn ha, và thoát lệnh ra nè. Đó thì chúng ta vẽ được cái pen là vẽ đường vừa đường thẳng mà vừa đường cong được luôn. Rồi sau khi vẽ xong có thể dùng công cụ shape tool này nè. Dùng shape tool này chúng ta chấm vô mấy cái nốt này nè thì nó xuất hiện trước tuyến. À, chúng ta sửa cái tiếp tuyến này cho thầy. À, sửa cái tiếp tuyến này cho thầy ha. Đó, có thể nó cong nó nghiêng được nè, chúng ta có thể edit chỉnh sửa nó mấy cái tiếp tuyến này theo ý của mình. Rồi, ngoài ra mấy cái điểm này nè, mấy cái điểm này ha. À, hiện tại nó đang nhọn á, nó đang nhọn á, chúng ta muốn biến thành cong á, chúng ta kích vào cái cạnh này nó đang thẳng. Đó, cái cạnh này nó đang thẳng, muốn biến cái đường thẳng này thành độ cong chúng ta nhắc vô cái này convert to curve là biến thành độ cong. Thì nó lại nếu nó đang thẳng mà muốn biến thành cong thì kích vô đây convert to curve, bấm vào đây một cái thì khi đó đường thẳng này nó sẽ biến thành độ cong, chúng ta có thể dễ dàng kéo ra ngoài thì nó sẽ thay vì nó thẳng thì nó sẽ cong. Thì nó thẳng thì nó sẽ cong như thế này ha. Rồi có thể nhắc vô cái điểm này sửa tiếp tuyến của nó luôn. Chúng ta có thể sửa tiếp tuyến nó để ra thành một hình dáng bất kỳ. Rồi, chúng ta muốn hình dáng nào như mong muốn chúng ta đều có thể sửa được hết. Đó. Rồi. Thầy nói lần nữa ví dụ cái cạnh này đi, thầy làm lại này, cái cạnh này nó đang thẳng đúng không? Chúng ta nhắc vô đây cho nó biến thành cong. Nó kích vô convert to curve là biến thành độ cong, sau đó dở nó cong lên. Đó, giờ nó cong lên, sau đó chúng ta nắm mấy cái điểm này nè. Ta sửa tiếp tuyến cái nó đi. Đó, sửa tiếp tuyến đi thành độ cong. Đó. Và ngược lại ví dụ cái điểm này nó đang là cong. Nó đang là cong. Đó, ngược lại cái điểm bên này nó đang là cong. Nếu nó đang là cong thì hiện tại cái cong cái kiểu này á, là cái cong chung á, có nghĩa là khi chúng ta sửa tiếp tuyến này thì tiếp tuyến kia nó sẽ đi theo. Khi sửa tiếp tuyến này tiếp tuyến kia nó sẽ đi theo thì nó là gọi là nó là phần tiếp tuyến nó đều cong chung với nhau. Đó. Thì chúng ta kích vô cái công cụ này được gọi là cut node. Thì cái cut node này có tác dụng là nó biến hai tiếp tuyến đó thành riêng rẽ. Sửa cái này cái kia nó sẽ không có tác dụng, nó chỉ sửa một tiếp tuyến thôi. Hiện tại á, là sửa cái này cái kia nó đi theo, sửa này cái kia nó đi theo. Đó, thì chúng ta kết với công cụ cut node này để nó biến thành hai tiếp tuyến này nó sẽ độc lập với nhau, sửa cái này thôi cái kia nó ở lại. Đó, nó sẽ trở thành nhọn, nó không còn smooth chứ không còn tròn trơn nữa mà thành nhọn. Đó, thì ý nghĩa như vậy, và chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại được. Đó, chuyển qua smooth node là nó cong trở lại. À, nó cong trở lại. À, hàng nhiều chế độ lắm. À, và thành nhọn lại. À, nhọn lại là như thế này, gọi là nhọn lại. À, có thể chuyển qua chuyển lại được hết, đang nhọn thành cong, đang cong thành nhọn được hết nha. À, và cuối cùng đó là symmetrical node là chế độ đầu tiên mà thầy nói hồi nãy á, là nó chung với nhau á. À, hai thứ chung với nhau. À, đó là các trường hợp của pen tool cũng như là chỉnh độ cong của nó. Ha, đó là chỉnh tiếp tuyến như vậy. Rồi, bây giờ ứng dụng mà đó thì bây giờ chúng ta làm cho thầy cái hình cái con mèo này nè.
Hai con mèo này nè. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn, thầy làm demo trước nè. Thầy demo trước. Như vậy là bây giờ thầy sẽ vẽ hình hình pen á, dùng công cụ pen tool thầy vẽ. Khi mà dùng pen tool á, cứ do là cái chỗ này nó tròn á, do chỗ này nó tròn nè, cái tay con mèo đó, nó tròn á, thì chúng ta đừng cứ kích vô cái chỗ đây nghe, mà chúng ta kích ở trên trên cao á, cái trên cao á cho nó dư một tí, dư dư một tí, sau này chúng ta bo thì nó thụt xuống là vừa nha. Rồi thì kích trên cao rồi, xuất phát ở trên cao xuống như đây, thì tương tự như vậy, dưới ở dưới này nó bo tròn á, thì chúng ta sẽ không có kích vô phần cong mà chúng ta nhấn shift cho nó thẳng hàng nè, rồi kích cái phần nhọn ở dưới á, kích cái phần dư ra dưới nè đó, rồi cho tới đây, rồi chạy sang bên phải. À, bên phải tương tự như vậy thì cũng tới đây, cho cái trang này luôn, xong lên lên trên ha, lên trên cho nó lên trên cao, bấm shift cho nó thẳng hàng nha, lên trên cao rồi xuống dưới đây ha. Đó mình vẽ nhấn shift lại cho thẳng á, rồi lên kết thúc đó. Rồi như vậy là thầy vẽ được xong được cái một cái màu màu đỏ là cái profile, cái xung quanh của con mèo này. Đó, xung quanh profile của con mèo này là vẽ như vậy. Rồi sau đó chúng ta xử lý cái vấn đề cong, chỗ nào cong thì chúng ta sửa, chỗ nào cong thì chúng ta sửa. Thì chúng ta sẽ qua cái chỗ này nè, chúng ta mở cái bảng Windows, chọn là Docker, Windows Docker và chọn cái phần là Corners. Windows Docker Corner là góc. Khi đó nó sẽ có tác dụng là nó bo tròn chúng ta rất là hay ha. Chứ chúng ta bo tròn rất là hay. Windows Docker Corners bấm vào đây. Đó, thì nó ra một cái bảng điều khiển là Fillet là bo tròn. Fillet là bo tròn. Ví dụ chúng ta muốn bo ở cái góc ở dưới này. Đó, chúng ta muốn bo cái góc ở dưới dưới này. Đó, thì chúng ta dùng công cụ Shape Tool nè. Shape Tool chúng ta chọn cái nốt này nè. Chọn đúng cái nốt này ha. Công cụ Shape Tool kích vào đúng cái nốt ở dưới này là cần bo nè, nhắc vô một cái nốt này ha. Nhấp vô một cái đó này. Rồi sau đó chúng ta nhập cái radius là bán kính á, chúng ta tăng lên ha. À, bo là 1 mm thôi chẳng hạn, cho nó cập nhật vô 1 mm, tăng tăng từ từ lên ha. Đó, chúng ta tăng từ từ lên là chúng ta thấy là cái giá trị nó sẽ nhảy đó. Như vậy thì tăng cỡ là 2,1 mm đó, thì nó chúng ta thấy là nó có một cái đường nó hiển thị ở đây là cho thấy là chúng ta bo được tới đây, và nhấn apply một cái đó thì nó bo cho chúng ta được chỗ này là 2,1 mm và nó bo tròn được cái chỗ này cho chúng ta luôn. Đó là phần này ha. Rồi phần bên phải này bo cũng được, nhưng mà sau này mình vẽ cái đuôi con mèo quá cho nên không cần bo nữa, thế này là được rồi. Rồi phần nhọn trên này, phần nhọn trên này thì chúng ta cũng chọn cái nốt này nha, dùng công cụ Shape Tool và kích đúng vào cái nốt này, kích đúng vào cái nốt này và chúng ta tăng lên. À, ví dụ bo thành 1 mm trước đi để coi sao đã. Đó, bo dần dần bớt lại. Ở đây nó có cái hình dáng mô phỏng cho chúng ta biết là bo được được ở đâu á. Đó, ví dụ bo hình này là tầm là 3 0,3 mm. Đó, chúng ta có ta thấy có cái đường cong ở đây nè là 0,3 mm, nhấn apply một cái. Đó thì nó bo tròn cho chúng ta là 0,3 mm. Đó, rất là đẹp ha. Rồi tương tự như vậy bên phải này cũng vậy nè. Bên phải này vậy, chúng ta bo bên kia là 0,3 rồi cho nên bên này 0,3 theo luôn. Đó, bên này là 0,3 luôn. Chọn cái này, gõ vô 0,3, apply cái là nó bo luôn, là giống nhau hoàn toàn luôn. Đó thì chúng ta thấy là thầy đã vẽ xong được cái profile con mèo ha, tất cả chỗ nào bo thì đã bo hết rồi. Đó là xong được profile này. Rồi kế tiếp là cái phần mắt con mèo. Phần mắt của con mèo thì đầu tiên là thầy vẽ hình tròn trước, vẽ hình tròn trước nè, nhấn control cho nó tròn nghe, nhấn control cho nó tròn, và mắt này thì cho nó màu đỏ nè. Đó, và thì giờ nó vô tâm nè. Đó, được mắt con mèo này. Sau đó tương tự như vậy thì copy vô ha, nhấn dấu cộng nè, nhấn dấu cộng là nó copy thêm một cái nữa đó, rồi nhấn shift thu nhỏ vô. Đó là mắt bên trong con mèo. Đó là xong được 2 cái. Rồi, còn cái này nè. Trong quá trình vẽ mình có thể vô tình nó bị dịch chuyển á, chúng ta nhớ chỉnh cho nó đúng nha, đừng dịch chuyển nhiều quá. Rồi và có thể là cẩn thận á thì mình có thể khóa cái này luôn. Mình khóa cái này luôn nó khỏi bị nhảy. Bằng cách là mình vẽ xong rồi á thì mình khỏi bị nhảy á, thì cái hình này mình có thể là vô chuột phải nè, chuột chọn mình chọn là lock ha, mình chọn cái hình mà mình vẽ xong á, sau đó chuột phải chọn lock, có nghĩa là khóa khóa hình con mèo lại, lock lock lại thì cái này nó không bị nhảy nữa ha, an tâm chỉ tập trung vẽ bên trong thôi. Đó là khóa hình, là sau đó tí nữa mình xài vẽ thôi mình mở ra
nha. Rồi sau đó chọn mắt con mèo này, mình copy sang bên phải, nhớ là nhấn shift cho nó thẳng hàng nè, sau đó nhấp chuột phải thay chuột trái ra, nhấp chuột phải thay chuột trái ra thì đó là copy. Đó, đó là được hai mắt con mèo nha. Rồi kế tiếp là cái mũi con mèo. Cái mũi con mèo thì đây là hai hình elip á, hai hình elip mà chúng ta vẽ đây nè, chúng là viền màu đỏ luôn đi. Rồi, sau đó chúng ta dùng chuột trắng á, dùng chuột đen á, chúng ta ướm vào đây ha, nếu mà không vừa thì chúng ta chỉnh sửa thêm cho nó. Đó, được cái phần trên và phần dưới nè. Đó, xong rồi hai cái này chúng ta sẽ cộng lại với nhau, well, cộng với nhau thành một. Đó. Rồi, cơ bản là gần xong rồi, còn cái đuôi con mèo thôi. Ok, thầy sẽ làm xong và thầy lưu lại phần 1 đi. Rồi tí nữa thầy hướng dẫn tiếp cái đuôi con mèo sau, tại mẹ hơi dài, hơi khó một xíu.